ớt bữa nay á rất là có giá. Mình nói con má định trồng ớt bán sần kẹt. Đó, bây giờ nó đã trở thành người tốt rồi, nó đang phấn đấu đó. Ngon quá má ơi. Chai này tôi mua Mr. Ken chứ đâu. Cùng mày đi đâu thì đi đi còn kêu kêu gì không biết nữa. Trời ơi, thì con qua con gặp Tư thì con thương Tư, giờ con không thương Tư nó con hổn, con thương cái ông Tư nó con khùng. Nói nghe, mày rảnh không? Con cũng đang rảnh. Nếu mà rảnh á thì vô đây phụ với ông Tư đi, tao tính á là tao xới tung hết cái chỗ này lên, là đó ba cái kiển tao dẹp hết. Nếu như mà cái ớt này mà nó hạn với cái đất này tao trồng ớt. Ủa sao tự nhiên xới tung hết trồng ớt chim Tư? Không biết gì hả? Ớt bữa nay á rất là có giá. Ủa nhưng mà sao tự nhiên ớt có giá mà? Thằng Ken á, nó chuẩn bị về nó đây nè. Về cái xóm của mình là nó mở nguyên một cái xưởng mà để sản xuất tương ớt hết, biết không? Sau này nó sẽ mua ớt rất là nhiều, mua đại trà, rất là có giá, ớt sẽ lên giá. Hello má. Mày đi đâu vậy? Nè, phụ má mang hết cái này cái kia để trồng cây vô đây. Xong chạy đi chợ mua mấy cái bao phân mà tăng trưởng về trồng cây cho nó lẹ. Khoan khoan má, từ từ. Bây giờ con chưa vô kịp nè, khoan, giờ má muốn gì? Ôi thôi thôi thôi. Nè, mày mang tất cả xuống đằng sau cho tao. Nói mày á như là nước đổ lá môn á. Đừng nói con má định trồng ớt bán cho thằng Ken. Trời ơi, thì trồng ớt bán cho nó có sao đâu. Làm cái chuyện gì có tiền là được rồi. Chỉ sợ làm chuyện phạm pháp thôi con ạ. Trời ơi, thằng Ken là chuyên gia phạm pháp đó mà. Nó phạm pháp rồi đó sao? Đó, bây giờ nó đã trở thành người tốt rồi, nó đang phấn đấu đó. Mà mày á, mày không nhìn thấy cái tốt của nó mà mày nói như vậy á, làm sao mà nó hòa nhập mới lại cộng đồng được. Trời ơi, má ừ, đi má ừ. Nè nè nè, nhớ mang này xuống đằng sau cho tao nha. Ok. Tối ngày đi không à, còn mấy cái. Chán mày ghê thiệt á. Nhẹ tay thôi nha cha, toàn đồ đắt tiền không đó. Bẻ một cái là ăn cám nhưng không có tương ớt mà ăn đâu. Ồ, chào ông chủ, có cần giúp gì không? Mày thì chỉ có phụ bạc chứ phụ cái gì. Mày đừng có vậy, tao là tao thiệt tình thôi, đừng có cà khịa tao. Thôi, nói thế chứ người ta tao thuê mang đến lắp đặt hết trơn được còn đâu. Ủa mà định làm xưởng sản xuất tương ớt thiệt luôn. Mày nhưng mà tao giống đang giỡn không? Giỡn có đóng tiền đó hả? Ai biết đâu, tao thấy làm mấy cái này nó vừa tốn kém mà nó lại lâu sinh lời nữa. Thấy đáng không hả? Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều thôi. Mà tao thì chẳng có gì ngoài tiền. Ồ, ngon. Các bạn cho mượn hết rồi. Tao cũng đi mượn nhưng mà. Sao ơi. Ủa, có con Vinh đây nữa hả? Tư. Ông Tư. Sao rồi? Chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Dạ, còn ổn hết rồi ông Tư ạ. Ủa, mà ớt nhà ông Tư sao rồi? Hơi nhỏ nhưng mà tao nghĩ chắc là cay lắm á. Nhỏ nhưng mà có võ không ạ? Sao? Rồi cái buổi hội thảo ngày mai á tính sao? Buổi hội thảo vẫn diễn ra bình thường ông Tư ạ. Nói là hội thảo vậy thôi chứ thực ra là buổi gặp mặt bà con để con chia sẻ hướng dẫn về cái việc trồng ớt cho nó cay to mới nồng lắm mà. Ôi, còn nói ông Tư với thằng Ken nghe. Chưa chắc cái gì to là nó đã tốt đâu. Thằng này nó nói đúng thôi ông Tư ạ. Thằng Vinh đó, nó nói cái gì mà chả đúng. Nhưng mà chỉ giỏi nói thôi à. Hai người cứ cười đi. Con đi về à. Má nó. Bà còn khổ với nó dài dài á. Dạ, kính thưa bà con, để mà mình trồng có hiệu quả cao ấy, thì bà con cần gieo trồng đúng thời vụ này. Chọn đất thoáng xốp như là đất cát pha, đất thịt pha đất sét này, đất phù sa ven sông và các đất canh tác lúa. Miễn là không có nhiễm phải mặn và có nguồn nước tiêu tốt. Thằng này sao vậy biết cho ta? Ngoài ra ấy, thì các kỹ thuật như là làm đất này, gieo hạt này, phân bón và cách chăm sóc thì con đã tổng hợp trong cái tài liệu này rồi. Bà con về cứ thực hiện theo thôi, chắc chắn là sẽ có kết quả tốt. Để đảm bảo cái sản lượng ớt của mình nó sẽ tăng nhanh và chuyển sang bên con để xuất khẩu. Con sẽ nhập các máy móc từ nước ngoài về để làm tương ớt, để phục vụ không chỉ cho bà con mình này, có thể bán ra thị trường và xuất khẩu ra nước ngoài nữa. Ôi hay quá này, hay quá này. Cái thằng này mà làm gì vậy? Thấy không? Thấy con người ta trưởng thành vậy,
Thấy mày tao ngán gì đâu. Ơ trời. Rồi, của ông là tổng 10kg đó ông Tư ạ. À, 10kg 25 ngàn một ký, của ông là 250. Đây còn bao nhiêu còn gửi ông thêm nha. Coi như động viên ông lần đầu. Vậy là bo 50 luôn hả? Dạ. Cảm ơn chú Ken nha. Dạ. Nhưng mà nói nghe nè, sao tính giá rẻ quá vậy? Ông ơi, cái ớt của ông nó hơi nhỏ á. Mới cả con đi thu mua giá buôn thì nó chỉ được có nhiêu vậy thôi. Về con phải chế biến nhiều công đoạn lắm nên là ông thông cảm nha. À, thôi vậy tôi về nha. Hai mẹ con chị về sao nha? Rồi rồi, chú về đi. Ken, cân cho cô đi. Đâu, ớt của gì đâu? Ớt gì bên vườn bên nhà. Trời ơi, trái quá trời luôn. Trời ơi, gì phải thu hoạch thì mang qua bên đây thì con mới thu mua được chứ. Con mua trái con đâu có mua cây đâu ạ. Thế ông con nói với má rồi là mình phải hái xuống, xong rồi để qua đây mình bán cho người ta chứ tự nhiên giờ hai má con qua đây đứng có bán được cái gì đâu. Trời ơi, dì tưởng con mua cả cây. Dạ, không sao đâu, bây giờ dì cứ về dì thu hoạch đi rồi mang qua đây con mua cho. Kêu ông Vinh làm sức dài vai rộng làm chút xíu xong à. Thôi đi về thu hoạch rồi mang qua đi. Anh Ken, anh coi thông tin như vậy được chưa để em đi in tờ rơi. À, ok đó, đi in đi, nhanh nhưng không có người làm là chết đấy. Vâng, vâng. Ê Ken, mày đang kiếm người làm à? Em mày tiễn tao đi, tao đang ở không nè. À con, tiễn nó đi cho nó đi làm. Nó nhà, nhàng cư vi bất thiện. Ơ con cũng muốn lắm gì ạ, nhưng mà không được. Con chỉ tuyển người lạ thôi, vì tuyển người quen ấy, nhiều khi mình nói người ta không được. Nên là con tuyển người lạ cho nó dễ quản lý gì ạ. À thôi, dì cứ về thu hoạch đi, có gì mang qua con nha. À, rồi, rồi. Yeah. Đi. Vâng, con chào dì. Đây, ăn đi. Trời ơi, lâu quá con mới thấy má làm cái món này cho con ăn á nha. Xuất sắc, xuất sắc. Ôi, từ từ má cay. Con thấy không, trời ơi, tương ớt nhà mình thơm không? Ớt nhà mình trồng, mang qua thằng Ken nó pha chế. Phải nói tuyệt vời, con thấy nó giỏi không? Trời ơi, con cũng giỏi mà má. Cay lắm hả con? Ngon quá má ơi, xuất sắc. Tuyệt hảo chưa? Quá. Trời cái gì vậy? Con ăn không nhai con luốc, ngon lắm hả? Ngon thiệt mà. Ủa cho má còn không? Còn ở dưới nhà kìa. Tối nay ngày mai con phải qua con học hỏi thằng Ken mới được. Lên học hỏi nó đi. Tính cái thằng này giỏi dữ ta. Ngon. Dài 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 đây. Anh Kiều. Quá tuyệt. Ba, dạ. Ra đây, nhanh. Gì nữa? Tôi đề nghị rồi nha. Bà qua ngay chỗ Mr. Ken mà mua một chai nước tương hàng chất lượng cao và xịn bởi vì bà bán rồi. Cái tương ớt gì mà tôi nói bà nghe nó vừa bột mà nó không cay, nó làm ảnh hưởng tới cái hương vị của cá viên. Trời đất ơi, tưởng đâu cái gì. Tôi nói với chú luôn á là ba đời nhà tôi là bán cá viên chiên đều được khen. Tới đời của tôi thì bị chú chê. Khai thiệt với chú đây. Chai này tôi mua Mr. Ken chứ đâu, chứ phải mua ngoài hàng giạc ở ngoài chợ đâu mà chú chê. Ăn có một dĩa cá viên chiên mà hành úp hành đao. Gọi giờ ăn không? Thì ăn chứ. Ăn đi. Nhiều lời. Dạ em chào anh, em tới xin việc làm. Gì đây, cô là ai? Dạ em tên Tạ Thị Lạc. Còn tên nghe nhẹ nhàng quá nhỉ. Vâng. Rồi, rồi cô tới đây xin việc đúng không? Xem hồ sơ nè. Đúng rồi, chứ chẳng lẽ tới xin làm vợ anh. Anh này lớn hỏi chuyện kỳ. Một năm miệng mười quá đấy. Vâng. Nhìn thì cũng nhanh nhẹn khỏe mạnh. Người vùng khác đến hả? Vâng. Mà chỗ tôi làm không nói nhiều như vậy đâu nha. À, ok, chỗ tôi có chỗ ở. Lương sẽ trả vào ngày 15 hàng tháng. Lương khởi điểm là 4 triệu. Rồi sau này sẽ tính sau. Cô hỏi gì không? Sao đấy? À, ok, hiểu rồi. Thôi, bây giờ sẽ đi vào làm thử đi. Có người sẽ hướng dẫn cho cô, nha. Giao tới địa chỉ này đi, xong quay lại đây lấy giao những nơi khác nữa nha. Tối
đi đâu mày? Đi đâu á? Còn lâu mới nói. Tao trăm công nghìn việc, cái gì cũng phải khai báo mày. Mày sao nhỉ? Tao hỏi mày rất là bình thường rồi mày cứ sao nhỉ? Cứ mỗi lần mày xuất hiện là không có cái gì bình thường hết á. Mấy thằng này riết rồi. Kính thưa bà con cô bác, sắp tới giờ sư phụ em lên đài rồi, cho nên bà con cô bác mình ngồi ổn định chỗ ngồi để sư phụ em lên giảng bài nha bà con cô bác. Cô ồn quá. À, xin chào bà con. À, sau một thời gian bà con bán ớt cho bên xưởng của con á, thì con thấy là hiệu quả nó chưa được như bên con mong muốn. Nên hôm nay con muốn đến đây và nâng cấp cái tài liệu lên để cho bà con có cái doanh thu nó cao hơn. À, mời bà con xem clip cho dễ hiểu nhá. Mày mở cái gì á? Hành vi phạm pháp của anh đã bị tôi phát hiện rồi. Hôm trước bà con trong xóm bắt đầu đổ xô trồng ớt để bán lại cho cơ sở sản xuất tương ớt của anh. Khi thấy anh chịu khó đầu tư máy móc và thu nhập đầy đủ thông tin để hướng dẫn bà con trồng trọt bội thu, tôi nghĩ anh đã bắt đầu làm ăn chân chính nên không ngăn cản. Tuy nhiên đến lúc thu hoạch, anh mua lại ớt của bà con với giá rẻ mạt, không đủ hoàn vốn. 25.000 một ký, tổng là 250.000. Đến khi tôi xin làm cùng, anh lại lấy cớ không nhận người quen. Con chỉ tuyển người lạ thôi, vì tuyển người quen ấy nhiều khi mình nói người ta không được. Khi ăn thử tương ớt của má tôi mua của anh, tôi thấy tương ớt này ngon và đậm đà hương vị. Tuy nhiên, khi ăn cùng loại tương ớt này ở chị ba, hương vị nó lại hoàn toàn khác và dở tệ. Alo, Lãng hả? Có việc nhờ mày nè. Tôi đã nhờ bạn tôi là người ở nơi khác đến để xin làm chỗ anh và để thăm dò hoạt động kinh doanh mờ ám của anh. Đúng như dự đoán, anh chỉ làm số lượng ít tương ớt ngon để bán lẻ cho người quen trong xóm. Còn lại, anh trộn rất ít ớt tươi với phẩm màu và hóa chất để bán sỉ cho các nhà hàng và các cơ sở kinh doanh khác. Lãng đã dùng điện thoại quay lại quy trình làm tương ớt mất vệ sinh này để làm bằng chứng gửi lên cho công an. Thêm vào đó, anh cho người chở số ớt này đi bán với giá gấp hàng chục lần thu mua từ bà con. Công an đã bắt giữ gã giao hàng này để tra hỏi và lấy lời khai. Ở buổi hội thảo ngày hôm nay, Lãng đã cho chiếu video bào chế tương ớt thủ công này và trần toàn bộ hành vi lừa đảo của anh trước mặt bà con. Công an đã tiến hành bắt giữ và đưa anh ra trước pháp luật. Bây giờ mời anh theo chúng tôi lên phường. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Thận trọng với những lời mời kinh doanh mờ ám để không trở thành nạn nhân của gian thương, trục lợi phi pháp trên sức lao động của người khác. Khi phát hiện hành vi chế biến thực phẩm thiếu vệ sinh để tuồn ra thị trường, hãy khéo léo thu nhập bằng chứng và báo cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn với những đối tượng này. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi sẽ giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm. Mấy đêm qua trong 30 năm buôn ba có mấy cái chuyện dâm ba thị phi. Tham ô tụi mày bán hàng thu mua tiền nóng tiền chi. Đến tay tao là tao sẽ không buông tha và máu ở trong tuôn ra. Nếu như mày không thiện chí nên mày trốn ở đâu thì tao cũng bắt được mày. Tại vì tao mang cái danh thám tử truyền kỳ. Trộm cắp lừa đảo ma túy ở nó chơi luôn ngoài đường. Khi bị bắt hỏi tại sao lại kỳ. Khi đêm hôm năm ba thằng dân la rằng trộm chó kẻ anh bắt nó lại đi. Công việc của thám tử đi đêm đi ngày cày. Không ngại chí có khi phải đối mặt với vũ khí